Và lời nói đầu tiên, Auto Vitam em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn, và xin chúc cô chú anh chị và các bạn một năm mới thật là nhiều niềm vui, an khang và thịnh vượng ha. Còn vài ngày nữa là Tết tới nơi rồi, thì hôm nay Tâm cũng sẽ đưa lên những sản phẩm cũng như thường lệ mọi ngày thôi. Tâm sẽ đưa lên một sản phẩm rất là yêu thương và đẹp để cho nhằm phục vụ cô chú anh chị trong những ngày vui xuân gần tới. Thì bên Auto Vitam em sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị một con xe Innova. Innova sản xuất năm 2014, bảng E số sàn, một chủ mua mới. Tâm dùng từ keng đi ha, xe keng luôn, bao đẹp. Con xe Innova 2014, thân vỏ bên ngoài thì tuyệt vời, đẹp mộng luôn, đẹp mộng mơ luôn. Cô chú anh chị nhìn nước sơn rin còn rất là nhiều nè, và mình thùng nó thẳng băng luôn. Nhìn cái cản nè, đó, cái đường chỉ này vẫn còn nguyên luôn nha cô chú anh chị nha, cái gân này nè. Cái xe cọp lắm, không phải dạng vừa đâu. Nè cô chú chị nhìn cái cản sau nè, khó có cái xe nào mà được có cái đồ mà nó liền như vậy lắm nha. Thì gia chủ người ta sử dụng kỹ thì mới được được cái mức độ liền lạc như vậy nha cô chú chị nha. Cô chú chị thấy không, giờ tâm quay một vòng để mình coi cái mức độ liền lạc của cửa nẻo nè, những cái ráp mí á, giữa cái hai món đồ mà nó ráp lại với nhau á, mà cái mức độ nó ngay ngắn và liền lạc á, thì đó là một cái thân vỏ cực kỳ đẹp và không có dấu hiệu va đụng hay là cọ quẹt nha cô chú chị nha. Tâm sẽ cho nhà mình coi ha, cho nhà nhà mình coi hết sức là cụ thể nha, hết sức là cụ thể luôn. Đây, hầu như là một con xe nó hoàn hảo tới mức độ tuyệt đối để cho mình sử dụng luôn. Và Innova sản xuất năm 2014, biển số LD, tức là xe này là công ty liên danh đứng tên. Thì cô chú anh chị đừng có lo về cái vấn đề đóng thuế hay là sang tên hay là rút hồ sơ. Bên Tâm sẽ bao rút hồ sơ gốc về cho cô chú anh chị. Còn nếu như mà cô chú anh chị mà ngại về vấn đề sang tên đó, thì bên Tâm sẽ có một cái đội ngũ chuyên làm giấy tờ là phục vụ là sang tên chính chủ cho mình luôn và lấy bản số giúp mình luôn. Thì cái đó thì cô chú anh chị tùy theo mình thỏa thuận xong rồi mình sẽ hỗ trợ với nhau cái tiền thuế trước bạ. Còn bên Tâm sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị là đi bấm bản số, tại vì Tâm cũng có người quen á, có một cái số đội ngũ anh em á là ở khắp các tỉnh thành á, làm ăn chung với nhau thì có thể hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, cái đó thì không thành vấn đề rồi. Đó, thì xe này để Tâm nói luôn, nếu mà cô chú anh chị có muốn sang tên á, trừ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ra, trừ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ra, thì xe này sang tên không quá 10 triệu đồng. Đó. Còn nếu như mà cho vô thành phố Hồ Chí Minh luôn đi chăng nữa thì sang tên xe này khoảng 25 26 triệu, bởi vì bản số không là hết 20 triệu rồi. Đó thì Tâm nói sơ về vấn đề sang tên ha. Và tiếp theo đây nữa Tâm sẽ giới thiệu sản phẩm. Sản phẩm này là một cái siêu sản phẩm cực đẹp, Tâm dùng từ cực đẹp, từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới không có một điểm lỗi luôn. Nước sơn rin bên ngoài còn rất là nhiều, mâm lớp đẹp, bốn cái vỏ rất là đẹp luôn, bốn vỏ khá là mới. Vỏ này Tâm cho nó là còn 85 đến 90 là được nha cô chú anh chị nha. Đó, có cơ sở là 85 90% ha. Bánh xe cua cũng còn mới tinh nè. Không. Đó, vỏ là bốn quả vỏ, bốn quả lớp là còn khoảng 90%. Y như là người ta mới được thay rồi người ta bán cho mình á, mình được hưởng quá sướng luôn ha. Và cô chú anh chị mình nhìn cái mâm lớp nè. Cái mâm nè. Mâm là chưa có dấu hiệu trầy sơn luôn nha cô chú anh chị nha. Mâm còn rất là bóng và đẹp. Đó, thân vỏ nè, như ý luôn. Được vô một cái bộ tay nắm cửa với lại mấy cái ốp inox của đèn. Thắng đĩa là còn mứt rượt luôn và con heo đĩa rất là mới này cô chú anh chị nha. Xe này thì theo như Tâm đoán á, vỏ là vỏ bê tông, vỏ Thái luôn nha, vỏ xịn luôn. Vỏ rất là mới, bốn cái như nhau. Này, được ốp inox rồi hết trơn luôn, rất là đẹp. Rất là đẹp, rất là đẳng cấp. Để Tâm nói sơ bộ về cái xe này. Là thứ nhất là nội thất là rin hết, nội thất là rin hết. Cho nhà mình coi ha, nội thất cực rin luôn nha. Rất cực rin luôn. Xe này bên Tâm bán là 380 nha cô chú anh chị nha, 380. Sản xuất năm 2014, tiền nào thì của đó, cô chú anh chị mua con xe về xài về lâu về dài chứ không phải xài một ngày một bữa mà mua con xe rẻ làm gì. Mua xe rẻ về chạy không có được đâu. Xe này mà lên chạy ghiền luôn nha cô chú anh chị nha, chạy ghiền luôn. Chạy bao sướng, nói chung là chạy sướng lắm. Odo thì nó mới hiển thị là 85.000. Nhưng mà theo Tâm nghĩ là hơn. Tí nữa Tâm sẽ phân tích cái chỗ hơn với cái chỗ Odo. Cô chú anh chị coi cái táp lô táp bi nè. Mấy cái công tắc nè. Mà nó còn nguyên như vậy nè, là chất xe này không bao giờ chạy quá 100.000 hoặc 100.000 đổ lại thôi. Đó, theo kinh nghiệm nghề cái xe này chạy chừng 100 đến 120.000 quay đầu thôi cô chú anh chị nha. Mà xe xe Innova mà chạy 100 với 120.000 là nó còn dữ thần lắm, nó còn dữ lắm.
nó còn chất lượng dữ lắm. Xe chạy 500-600 ngàn mà chưa đụng tới cái gì là cô chú anh chị biết rồi. Còn cái xe mà chạy 100 ngàn thì ui thôi, chỉ tính ra nếu mà tính quãng đường sử dụng thì nó mới sử dụng có 30% quãng đường thôi, chưa được 30% quãng đường nữa, còn tới 70% quãng đường nữa, quá quá là mênh mông luôn, là cái máy rin á. Và Tâm sẽ cho cô chú anh chị mình coi cái tấp bi cửa nè, cực đỉnh ha, cực đỉnh, chưa có một cái vết gì luôn nha. Nè Tâm quay sơ bộ nè, keo chỉ nè ha, keo chỉ nè, đó đó ha, và ốc chưa mở một con nào hết, sản xuất năm 2014 nha cô chú anh chị nha, ốc khá là mới luôn, khá là mới. Bản lời nè, sản xuất năm 2014 nè. Đó, ghế nhung mà nó còn căng cứng luôn nha cô chú anh chị, ghế nhung nè, dây xích beo rồi mới tinh, trần nỉ nguyên rin, bọc ni lông, đó là những cái yếu tố nói lên cái xe chất lượng ha. Và tiếp theo đây nữa là cái bộ nhung nỉ ghế sau, nhung nỉ ghế sau cũng khá là thẳng, khá là thẳng. Thường là ghế nhung này nè nó sẽ nhăn nheo, nó đùng lại xấu lắm, nhưng mà đây là một con xe chắc chuẩn nên cái ghế nó rất là thẳng và đẹp, táp lô táp bi ghế rồi, nói chung cái xe cộp lắm. Và con xe này Tâm sẽ bao rút hồ sơ gốc cho cô chú chị nhà mình nha, 380 triệu là Tâm hỗ trợ rút hồ sơ gốc nhà mình. À, rút hồ sơ gốc cho nhà mình luôn, tiền nào thì của đó. Đúng rồi cô chú anh chị, nhiều khi nói ở chỗ nọ chỗ kia hay là giá thị trường có xe rẻ hơn rất là nhiều, đúng, Tâm không có cãi với cô chú anh chị luôn nha, không có cãi một miếng nào luôn. Nhưng mà tìm mua xe cũ là phải đánh giá chất lượng chứ không thể đánh giá giá thành được. Cô chú anh chị nghĩ đi, cái miếng này nè là từ ngày xuất xưởng tới giờ luôn mà nó chưa có một cái vết trầy luôn, thì mình nghĩ coi cái xe này nó có cọp hay không nha. À, cái miếng này nè nó chưa trầy luôn, thường là tài xế người ta sẽ đụng vô đây nhiều, nó sẽ mòn và nó sẽ trầy hoặc là phải sơn lại. Là cái đây là cái miếng thứ nhất nha, miếng thứ nhất của ghế tài nha, những cái công tắc này là chưa có dấu hiệu sờn mòn luôn nha. Đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái miếng này cũng chưa có vết trầy luôn, quá hay, quá xịn. Cô chú chị thấy không, ta mua rất là nhiều xe nhưng mà thường mấy cái miếng này nó trầy hết và nó sơn lại hết à. Cái này nè, cái miếng ốp này nè chưa có vết trầy luôn, thì chứng tỏ là cái xe này một á là đi rất là kỹ, hai nữa là chở người ít lắm, chở ít lắm, đi một hoặc hai người à, nên cái xe nó còn nguyên à. Keo chỉ nè, em cho cô chú anh chị mình coi cái keo chỉ nè, mộng mơ, thật sự là rất đẹp, táp lô táp bi mới tinh à, lòng dè bọng dè nè cô chú anh chị nè, cái keo này là keo bọng dè nè, nguyên rin, bọng dè bọng viết nè, cái sườn đen thùi lùi luôn nè, thấy không, cho nhà mình coi ha. Đây, chưa tháo một con ốc, chưa tháo một con ốc luôn, keo chỉ nè, Tâm chỉ quơ sơ qua thôi nha, quơ sơ qua cho nhà mình coi thôi, bản lời bảy màu luôn, ốc chưa mở một con nha, Tâm bao cho nhà mình ha, chưa mở một con, keo chỉ nè, bọng dè nè, hóc máng nè, ghiên lắm, rất là ghiên. Đây cô chú chị bà con mình coi ha, khá là ghiên. Và đây đồ nghề đồ vết còn đầy đủ nha cô chú chị nha, đồ nghề đồ vết còn đầy đủ. Cái gầm bệ nè đen thùi lùi luôn, gầm đen mung luôn ha, tem nè, nói chung là chắc xe thì mê luôn, nhìn cái chắc xe này khái chịu liền nghe cô chú chị nha, không có điểm chơi, chắc xe là không có một cái điểm chơi. À, quá tuyệt vời ha, quá tuyệt vời nha cô chú anh chị nha. À, nói chung là cái xe như ý, dùng từ như ý đi cho cô chú anh chị mình dễ hiểu ha, dễ nắm bắt được. Xe như ý, nếu mà cô chú anh chị lên phát hiện mà một cái điểm nào yếu, điểm nào khuyết và cái điểm nào không hài lòng á là Tâm cũng chịu luôn. Với một cái sản phẩm như vậy, chất lượng như vậy và thời gian đã sử dụng qua một thời gian là 7 năm trời mà nó còn như vậy, là một cái người sử dụng rồi gọi là họ quá kỹ tính luôn, quá kỹ tính luôn mới được như vậy nha cô chú anh chị nha. Đó, Odo thì đang hiển thị là 8 vạn, tương đương với 80 ngàn, mà Tâm nghĩ là xe này có sự can thiệp của thợ đồng hồ. Xe này theo Tâm nghĩ đúng chuẩn đồng hồ là khoảng 120 ngàn, là xe này đúng chuẩn, bởi vì Tâm nhìn những cái đồ đạc và đánh giá ra được chất lượng. Tâm nhìn đồ đạc ví dụ như là đây, cái ốp nè, tắp bi cửa nè, đó cô chú anh chị thấy tấm bi cửa không, và keo chỉ nè, mới tinh nè,
bông ve, bông ve nè, keo chỉ ve nè, cô chú chị nè, rất là sắc sảo, cái sườn nó còn đen mung luôn. Đây cái hóc dè nè, thường thường là nó sẽ bị xét ở dưới đây nhưng mà cái này nó dữ lắm, khá là cọp luôn. Cô chú anh chị thấy không, cái này là cái ốp nha, ốp nhựa nha, nè ốp nhựa vô nè, không còn cái dè là còn nguyên luôn nha, chưa có một cái vết rò rỉ gì hết nè. Nói chung chắc xe nó đẹp lắm bà con cô chú anh chị ạ. Bà con cô chú anh chị rất là đẹp. Đây bản lời nè. Bởi vì sao mà có một số anh chị em vô bình luận là à, ông này bán xe nào cũng đẹp, xe nào cũng đẹp. Đúng rồi, tâm lựa xe đẹp không mà, xe xấu tao đâu có mua đâu. Tâm lựa xe đẹp để về phục vụ bà con nhà mình mà. Bà con mua chiếc xe rồi còn dẫn anh em chòm xóm dòng họ qua mua nữa, chứ không phải mua con xe rồi gặp tâm chạy luôn. Cái đó là tâm không làm, không chơi được đó. Bán cái xe rồi không, rồi bà con nhớ mình hoài luôn, đi ngang bà con còn mời nước. Chứ bán cái xe rồi xong bà con thấy mình sợ mất dép luôn, thôi rồi nghỉ. Bởi vì tâm nói mà nhiều khi á, bà con nói là tâm câu like câu view. Ngày hôm qua tâm bán 7 chiếc tới 8 giờ đêm khách còn vô mua 1 chiếc nữa là 7 chiếc, bán 6 chiếc ban ngày thêm chiếc buổi tối nữa là 7 chiếc. Ngày nào tâm cũng bán 3 chiếc 4 chiếc 3 chiếc 4 chiếc, ngày hôm qua bán đỉnh luôn là 7 chiếc. Thì cô chú anh chị thấy không, với một cái lượng khách như vậy thì hỏi chứ mình làm như thế nào để phục vụ bà con tốt nhất. Thì phải lựa những sản phẩm tốt, để nếu như cô chú anh chị biết không, bán sản phẩm đểu á, sản phẩm mà không chất lượng á, thì người ta đi về sẽ hư, mà hư á, người ta rất là ghét mình, người ta thù mình lắm. Sản phẩm bèo mà mình gạt người ta thù mình kinh khủng luôn. Rồi người ta thù sao ta tới ủng hộ mình như vậy được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, người ta quý mình, ta thương mình, ta mới tới ủng hộ bên salon của mình đó. Và còn giới thiệu cho anh em dòng họ bà con tới ủng hộ nữa, thì đó là cái điều rất là trân quý cho bên ô tô Di Tâm, là coi như là đã kinh doanh theo như Tâm nghĩ rất là thành công. Khi mà cái cách phục vụ bên Di Tâm em đến với khách hàng là phục vụ bằng cái tâm, cái tình, chứ không có phục vụ bằng sự lừa dối trong đây. Nên cô chú anh chị yên tâm nha. Và nếu như Tâm có sơ suất gì trong công việc kinh doanh làm ăn thì mong cô chú anh chị cứ điện thoại, cứ nhắn tin, Tâm sẽ có đủ cái cách và cái uy tín của mình để khắc phục những cái điểm yếu, điểm khuyết đó. Con người chứ không phải là thần thánh gì đâu mà không có điểm yếu, điểm khuyết. Thì Tâm sẽ không bao giờ chối trách nhiệm của mình, không bao giờ né tránh mà phải quanh co này nọ nọ kia. Thì cô chú anh chị cũng biết à, đã làm và mua sản phẩm bên ô tô Di Tâm em thì cô chú anh chị cũng biết rồi ha, cái cách làm của em là như thế nào. Nói chung là em làm bằng cái tâm tình của mình thật sự, không có một cái gì lừa dối trong đây hết đó. Bằng mọi hình thức là Tâm sẽ giải quyết cho cô chú anh chị cả một cái cách êm đẹp nhất và thỏa mãn nhất, không bao giờ để cho khách hàng của mình phải buồn phiền hay là mất tín nhiệm, hay là mất cái sự yêu quý, hay là tin yêu, hay là không còn ủng hộ mình nữa, hay là không còn tin tưởng mình nữa, là không bao giờ. Bên Tâm không bao giờ có. Lúc nào Tâm cũng tạo một cái niềm tin cho khách hàng mình cảm thấy yên tâm khi mà đến với salon ô tô Di Tâm để mua sản phẩm. Và cô chú anh chị coi nè, cái xe này là từ ngày mua tới bây giờ luôn á, là người ta chưa có đụng, chưa có tháo gì hết nha cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị coi cái cục máy nè. Cái thứ nhất là cái xe nè, nếu mà mấy ông sư tổ sư phụ nhìn coi, nếu mà cái cục nhựa mút này á, mà nó còn á, thì xe không bao giờ chạy quá 100.000 nha, không bao giờ chạy quá 150.000 đó. Đây là kinh nghiệm nha, chạy nhiều là cái này nó sẽ rụng lằn hết. Đây là cái cục mút để đỡ cái kết nước nè. Và cô chú anh chị mình coi ha, cái xương dọc xương ngang nè, cabo chưa mở, đây là một điều hết sức là tự tin nha. Cabo chưa mở, keo chỉ thì Tâm chỉ quay sơ lược qua thôi, chứ cũng không cần quay nhiều nữa, quay sơ lược keo chỉ qua thôi. Cabo chưa mở là rất là tự tin nha. Và cho cô chú anh chị nhà mình coi nè, cái xương dọc xương ngang nè, xe này có một cái dây cu ro này là từ lúc mua tới giờ chưa thay. Thì nếu cô chú anh chị mua thì Tâm sẽ đi thay cái dây cu ro, có một cái tiếng là nó kêu dây cu ro hơi bị khô, để Tâm chế miếng nước vô là nó sẽ hết khô, chờ Tâm xíu nha. Nhưng mà nếu mà cô chú anh chị mua là Tâm hứa là Tâm sẽ thay một cái dây cu ro hãng luôn cho nhà mình nha. Cô chú anh chị chờ Tâm xíu. Ngày hôm qua là xịt nước vô, xịt nước vô, thường cái dây cu ro mà cứ xịt nước vô là nó sẽ bị nó ướt, xong rồi nó kêu két 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 két. Chờ Tâm xíu, Tâm cho miếng nước vô là nó không có tiếng động luôn. Không, tùm ru luôn không.
Đó, cô chú anh chị thấy không? Im ru luôn, im lắm. Nguyên do là cái dây cu ro này là hôm qua xịt nước hay là nó bị gì á, là nó đó. Bây giờ cô chú anh chị nghe không có một cái tiếng gì luôn. Thì nếu mà cô chú chị mua là Tâm sẽ thay cái dây cu ro tổng này, dây cu ro hãng cho cô chú anh chị nha. Này Tâm nói bằng sự thật luôn, mà bây giờ cái máy nó không có một cái gì gọi là luôn, nó quá im và quá đẳng cấp. Đây là cục ABS nha, cái máy này giữ thần lắm, nắp cò chưa mở nha, nắp chao chưa mở nè, cục sinh gươm máy nè, đó cục sinh gươm máy nè, thấy không? Ngay ngón tay Tâm chỉ xuống nè, đúng là ba tay máy còn nguyên nha. Xe này theo Tâm biết và đánh giá định hình, xe này chạy không quá 150.000, cô chú chị yên tâm nha, xe này chạy cỡ 120.000 trở lại hoặc 100.000 thôi. Bởi vì Tâm nhìn xe này Tâm có thể đánh giá được nha, Tâm mua Innova cũng khá là nhiều theo cái kinh nghiệm nghề của Tâm. Còn cô chú anh chị không tin thì cứ dẫn thầy thợ đến kiểm tra, nếu xe này phát hiện ra một cái điểm lỗi nào nhỏ nhất hoặc là yếu nhất, bên Tâm hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đây là cái kết nước nha, không có một cái vết mớp luôn, và những cái ổ khóa này chưa hề được mở nha, kèn chưa mở nha, ổ khóa chưa mở thì mình hết sức là tự tin nè, và luôn cả cái kết nước này cũng chưa được mở, còn chấm sơn kiểm định luôn nè, thấy không? Đó, rất là tự tin khi mà sản phẩm này đã được bán ra thị trường nha. Cô chú anh chị hãy yên tâm và lựa chọn sản phẩm này đi ạ. Không phải mà ai bán cũng phải mua giùm tôi ha, mua sản phẩm này đi. Đây là một sản phẩm tốt, nếu như cô chú anh chị mua là Tâm đã trao đi một cái giá trị rất là thực tế cho nhà mình. Y như là mình làm được một cái việc gì đó giúp cho người ta có mua được một cái sản phẩm đúng chất lượng đó, thì đó là một việc làm tốt, nên Tâm lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc, hân hoan khi mà khách hàng của mình chọn được một sản phẩm tốt là Tâm rất là vui. Vui vì sao? Bà con mua được sản phẩm tốt, không phải vui gì mà mình gạt được người ta bán được cái xe kiếm lời, không phải vậy đâu. Mua bán là phải có lời, mua bán là phải có lời. Nhưng mà mình lời thì cho phép rồi đó, nhưng mà mình trao đi một cái giá trị thật và so với thị trường là không quá cao, giá thành không quá cao, nhưng mà chất lượng lại tốt và cái giá thành lại hợp lý với thị trường đó. Bởi vì Tâm cũng đi mua chứ Tâm đâu có đi xin xỏ người ta được đâu, không? Nên Tâm mua về là mua sản phẩm tốt thì mua mắc một chút, về mình lợi ích một chút, vậy là phục vụ bà con được rồi đó. Thì những cái gì thực tế nhất và thật lòng nhất Tâm đã nói hết ra đây rồi, không có che giấu gì hết á. Xe lời 15 triệu 20 triệu cần thiết là Tâm bạc lo cho cô chú chị nghe luôn đó. Gọi điện trực tiếp với chủ xe coi phải Tâm lời được 20 triệu không. Có nhiều chiếc xe mà mua được giá tốt quá có khi lời 30 luôn cô chú anh chị ạ. Đó, nhưng mà 10 15 triệu là bổ đồng, một tháng Tâm bán 60-70 xe cứ vậy nhân lên, trả tiền nhân viên, tiền này tiền nọ tiền kia, kinh doanh thuế má đâu hết, thì cũng có kinh tế để đem về cho gia đình á. Nhưng mà Tâm rất là vui và khấn khích khi mà mình đem để những cái giá trị thực tế lại cho người dân của mình, khách hàng của mình, đó là một điều hết sức là hạnh phúc. Và Tâm nói nhiều quá nhiều khi nó lạc vấn đề, thì thôi tới đây là Tâm cũng xin chốt đơn là cái xe này Innova 2014 cực kỳ là chất lượng, Tâm bao cho cô chú anh chị là chất lượng luôn. Nếu cô chú anh chị về kiểm tra không có đúng như những lời Tâm đang mô tả trên video này, cô chú anh chị cứ đem thẳng xe lại Salon Ô tô Duy Tâm gửi lại cho em, nếu sai chỗ nào em chịu hết. Và chốt đơn cho cô chú anh chị là 380 triệu cho con xe cực kỳ là chất 2014 Innova bạn nghe. Euro 85.000 km, 4 vỏ mới, thân vỏ thì bao đẹp, keo chỉ thì full 100%, không một lỗi, không có một điểm xét nào hết. Không mắc một miếng keo chỉ nào luôn, xét là không có một tí xét nào luôn, máy rin 100%, chưa đụng một con ốc. Tâm chốt đơn là 380 nha cô chú anh chị nha, tiền nào của đó, không thể đem một cái xe vừa vừa mà so sánh với một con xe đặc biệt được ha. Và Tâm chốt cho cô chú anh chị là 380 triệu hỗ trợ rút hồ sơ gốc đó, và hỗ trợ vận chuyển luôn nha. Tâm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị bà con ạ.